Hiện nay thì có một cái thông báo nho nhỏ như thế này. Khi anh chị em đọc trên mạng, có cái bản văn của Ủy ban Phụng vụ trực thuộc Hội đồng Giám mục nói về việc đổi mới canh tân hoặc là hoàn thiện việc cử hành phụng vụ. Thì thưa với anh chị em, đây là bản văn để phổ biến học tập chứ chưa có tính pháp lý. Xin nhắc lại, đây là bản văn để phổ biến học tập chứ chưa mang tính pháp lý. Ví dụ trong bản văn đấy nói kèn trống chỉ được thổi và đánh lúc tập trung công đoàn, lúc rước không được đánh, không được thổi, vào nhà thờ lại càng không được nữa. Thì đây mới là cái bản văn để học hỏi, để phổ biến chứ chưa có tính pháp lý, nghĩa là chưa bắt buộc thực hiện. Anh em ban kèn ban trống yên tâm nhé, nó bảo ôi rồi từ nay đi thì kèn trống là vứt xó rồi, làm sao được thổi, làm gì được đánh nữa, thật không? Bản văn chỉ có tính pháp lý khi Đức Giám mục địa phận chấp thuận bản văn đó và cho phổ biến trong địa phận mình. Ví dụ tại Phú Cường này, Đức cha Giuse Tước, Nguyễn Tấn Tước phổ biến rằng từ nay trong địa phận chúng ta ban kèn, ban trống, ban trắc chỉ được cử nhạc khi tập trung cộng đoàn, còn đi rước không được thổi, vào nhà thờ không được thổi, lúc đó mới có tính pháp lý, mới bắt buộc. Đấy nha, bây giờ chưa bắt buộc, bây giờ chưa, không biết Đức Cha Tước ra cái chưa cha, chưa ra, và chúng tôi cũng chưa ra, Hội đồng Giám mục lại càng không, chưa ký vào văn bản này. Nên anh em lúc này, cho lúc này cứ việc thổi, cứ việc cử hành chưa có tính pháp lý, anh em đừng sợ những cái đó. Và có nhiều vấn đề khác nữa, nhưng riêng liên quan đến kèn trống thì chúng tôi nói thế để anh em yên tâm. Nhưng mà mình cũng phải liệu liệu, đúng không? Liệu liệu. Bây giờ đến nhà thờ nào, anh em phải hỏi cha xứ, thưa cha, chúng con ban kèn ban trống vào nhà thờ, đi rước thì đương nhiên rồi, cho con đi rước có được thổi không, vào nhà thờ có được đánh trống, đánh trống thì không vào nhà thờ rồi đúng không, chỉ có kèn thôi, kèn vào nhà thờ trước và sau thánh lễ chúng con có được thổi không? Cha xứ bảo không được, không được, không được nha, này đức cha chúng tôi quy định rồi nhá, không được. Lúc đó anh em chúng ta vâng lời tuyệt đối, không thổi. Còn nếu cha xứ bảo chưa, anh em cứ thổi bài đầu bài cuối, cha xứ cho thổi, có khi còn giục thổi cơ. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý, rước rất dài rồi, vào giới thiệu các thứ rồi, lại làm bài kèn nữa thì nó dài quá, đúng không ạ? Nó dài quá. Đấy, mà bài kèn lúc đó ca đoàn đã hát ca nhập lễ rồi, đúng không ạ? Thế nên bài kèn lúc đó là không hợp lý. Rồi, lúc hiệp lễ mọi người rước lễ xong đâu đấy rồi, cha trắng trắng chén đâu đấy rồi, ban ca cũng hát vừa phải đến đấy là dừng rồi, làm bài kèn nữa thì ôi dồi ôi, nhất là như ông nào ông sốt ruột lại kèn, lúc đó cũng không hợp, đúng không ạ? Chúng ta phải liệu cơm gắp mắm, nghĩa là tùy hoàn cảnh để chúng ta có thể cử nhạc hoặc là chúng ta đánh trống.
Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn nhắc với anh chị em. Chứ không phải là cứ đầu phải bài, cứ cuối phải bài, được không? Cái đấy chúng ta tùy. Nếu như mà lúc đó ca đoàn hát ca nhập lễ mà toàn rước mới đến chỗ kia chẳng hạn, ban kèn có thử cửa bài, ban cửa lúc ấy bắt đầu vào nhà thờ là ca đoàn hát ca nhập lễ, nhưng chẳng may hôm đó bài ca nhập lễ nó ngắn, mới đến giữa này ca đoàn hát xong rồi, thì lúc đó chúng ta có thể thổi kèn vào lúc đó. Còn khi đã an tọa thì đã có giới thiệu xong rồi, có lẽ cũng không nên thổi kèn vào lúc đó vì quá dài. Và hiệp lễ cũng vậy, nếu như ca đoàn hát xong mà còn người rước lễ, lúc đó ban kèn chúng ta thổi bài nhưng nó nhẹ nhàng luôn, rước lễ đúng không ạ? Ấy, anh em có thể thổi cái bài đến muôn đời còn cảm tạ ơn Chúa vào cái lúc rước lễ được, bài nó êm mà, bài nó êm đúng không? Chứ là đang rước lễ ta 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 thì nó lại không hợp. Nó phải có bài nó hợp ở chỗ đó. Nên là chúng ta chấn chỉnh và đổi mới phục vụ, chúng ta cố gắng. Nhưng mà đặc biệt là nhập gia tùy tục, phải hỏi cha xứ, xin phép Ngài, nếu Ngài đồng ý chúng ta làm như vậy, còn nếu cha xứ không đồng ý chúng ta hoàn toàn vâng phục. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Có tràng pháo tay nữa để cảm ơn.